Chào mọi người đang theo dõi kênh YouTube Điện Mặt Trời Công ty Big Bang Solar. Hôm nay giới thiệu mọi người combo hòa lưới bơm tải DG 6kW. Thì với cái hệ thống này thì phù hợp cho những hộ gia đình nào mà dùng nhiều điện vào ban ngày. Với cái hệ thống hòa lưới bơm tải này thì sẽ có hai phần chính thôi, là phần máy biến tần và tấm pin năng lượng mặt trời. Thì phần thì cái hệ thống này sẽ phù hợp cho những gia đình nào sử dụng điện phụ tải cao vào ban ngày nha anh em. Ở đây là máy 6kW, thì với hệ thống này nếu mà tải cao vào ban ngày chúng ta bám tải thì sẽ tiết kiệm được loanh quanh một tháng từ 1 triệu 8 đến 2 triệu tiền điện. Thì máy biến tần DG bản ở đây là bản 6kW cho một anh khách hàng ở Cà Mau. Thì máy đây thì bao gồm là CT và Wi-Fi, thì chúng ta sẽ kết nối bám tải và không phải cần phát sinh thêm gì nha mọi người. Đây là cục CT này, chúng ta chỉ cắn vào đây thôi, chúng ta sẽ kết nối bám tải. Và dòng diode này dòng rất là cao cấp nha mọi người. Hệ thống ở đây thì một tháng tiết kiệm được 1,8 triệu đến 2 triệu tiền điện. Combo khách hàng mua bên em là gồm 11 tấm pin long 11 tấm pin 13 tấm pin nha mọi người, 13 tấm pin Zinco 475. Đó, và một máy biến tần tủ điện. Phụ kiện nữa tất cả là hết là 46 triệu 193.000 nha mọi người. Em sẽ báo giá trực tiếp cho anh em luôn. Tủ điện 2 triệu 2, máy 10 triệu 630 này. Tấm pin năng lượng mặt trời 2375 này. Đó, bảo hành 12 năm. Phụ kiện lắp đặt đầu nối sẵn. Thì giá này là giá bán giao tại kho nha anh em. Chưa bao gồm cước vận chuyển. Tủ điện bên em làm rất là kỹ, có dán tem mác và bấm cốt và đầu số đầy đủ rồi. Thì bên em cũng đang có sẵn tất cả các dòng máy inverter hòa lưới bám tải của dòng Dyer. Dòng này là dòng Dyer hòa lưới bám tải không có lưu trữ nha anh em. Em sẽ lưu ý lại phần này, không có lưu trữ. Vậy nên là chúng ta sẽ không thể gắn được cổng lưu trữ sau này khi cần nâng cấp lưu trữ. Nếu mà chúng ta xác định gắn có lưu trữ thì chúng ta nên đầu tư các dòng máy inverter hybrid có cổng lưu trữ. Ví dụ kinh phí chúng ta hạn hẹp, chúng ta có thể lắp trước tấm pin mặt trời và chúng ta hòa lưới ban ngày, sau này có tiền chúng ta nâng cấp thêm tấm pin mặt trời và pin lưu trữ nữa. Tại vì các dòng inverter hybrid nó có thêm cổng lưu trữ nha anh em. Ở đây em đang nói đây là dòng hòa lưới nhá, phù hợp cho hòa lưới bám tải, phù hợp cho những hệ thống sử dụng điện nhiều vào ban ngày. Quay một chút về thông số này, ở đây là máy là Sun Dyer 6kW, mắc dàn pin mặt trời đầu vào là 7,8 kg, chúng ta có thể lắp được 8 kg nha mọi người. Đó, công suất hòa lưới đầu ra là mắc hòa lưới có thể lên được đến 6,6 kg. Công suất hòa lưới ổn định là 6 kg. Đó, bao gồm CT Wi-Fi giá chỉ hơn 10 triệu một chút. Ngoài các dòng một pha hòa lưới bám tải thì ở đây là bản 6 kg. Thì cái bản 3 kg thì nó cũng tương tự như trên luôn nha mọi người. Bản 3 kg sẽ tương tự như trên nhưng mà chỉ có một kênh BV đầu vào thôi. Kênh BV đầu vào và đóng cắt phía DC và hòa lưới đầu ra tải, và CT đo tải khi nhận diện tải nó sẽ hòa lưới ra. Đó. Ở đây tủ điện cũng đầu nối sẵn hết rồi, mọi người về chỉ đầu nối theo ký hiệu của bên em, lắp đặt khá là nhanh. Qua quá trình lắp đặt anh em mọi người sẽ được kỹ thuật của Big Bang Solar hướng dẫn và lắp đặt đầu nối chi tiết. Đây sẽ hai bê dàn BV vào nối lên máy đây, và điểm hòa lưới đầu ra chúng ta kết nối điện lưới đầu vào đây là được, là máy sẽ hòa lưới và kẹp CT ở tải tổng là ok. Hai kênh BV sẽ lắp được gần 8 kW tấm pin mặt trời. Ở đây khách hàng lắp 6 kg là tương đương 13 tấm Zinco nha mọi người. Zinco này dòng này rất là hiệu suất rất là cao, em đã dùng rồi. Tương đối là tốt và tầm giá rất là tốt nha. Ngoài các bản hòa lưới bám tải sẽ có các bản 3 pha này, 3 kW này, 5 kW này, 6 kW này và 8 kW, 10 kW một pha. Đó là các bản một pha đã bao gồm CT bám tải. Và các bản em quay thêm đây. Em quay một chút, đây là các cái bản hòa lưới bám tải nha mọi người. Chúng ta có thể lên web của dgimeter.com, chúng ta có thể xem. Đây là các dòng hòa lưới bám tải một pha này. Nhưng mà về Việt Nam sẽ về các cái bản, ở đây là bản 3 pha này. Bản 3 kW một pha, 5 kW, 6 kW và 8 kW và 10 kW một pha. Các bản đây sẽ bao gồm CT và Wi-Fi sẵn hết rồi nha mọi người. Và các dòng 3 pha, hiện tại các dòng 3 pha thì sẽ có các sẵn các dòng như là 10 kW 3 pha này, 15 kW 3 pha này và 20 kW 3 pha, 25, 30. Đó sẽ về các dòng 3 pha như vậy, và các dòng công suất lớn hơn mắc lên đến 110 kW nha anh em.
Đó. Thì bên em kho em đang có sẵn các cái dòng từ 3 pha từ 10-20 kW, còn các dòng cao hơn thì anh em sẽ đặt báo trước bên em để bên em đặt hàng về nhé. Đó. Đây là dòng hòa lưới, đây là dòng hybrid inverter 1 pha. Đây dòng hybrid đây. Dòng hybrid inverter thì sẽ có các dòng 1 pha sẽ có 3 ký này. Hybrid inverter tức là dòng có lưu trữ nha anh em, sẽ có các dòng 3 ký, 5 ký này và 8 kW và 16 kW 1 pha. Đây dòng 16 kW 1 pha đây. Đây dòng 12 kW 3 pha này. Việt Nam sẽ có dòng 16 kW 1 pha. 3 5 6 8 8 ký này. Đó. Còn các dòng 3 pha thì sẽ có dòng 12 kW 3 pha, dòng áp cao này, có cả dòng 3 pha áp cao nha anh em, từ 12 cho đến 20 kW áp cao và đến bản lớn hơn là đến 50 kW áp cao. Nhưng mà về Việt Nam thì sẽ về hai bản là 20 và 50 nha mọi người. Đây là dòng 16 kW 1 pha này. Đó. Về Việt Nam sẽ có dòng 16 kW 1 pha, thì hiện tại các dòng này bên em đang có sẵn trong kho nhé. Và các dòng 8 kW 1 pha, 5 kW bản đây bản cũ bản mới này, 5 kW này, 356 kW bản mới này, sẽ về các bản này sẽ có sẵn. Đó. Thì giá thì bên em mọi người quan tâm có thể lên website của bigbangsolar.vn hoặc là liên hệ đến số điện thoại em để ở trên màn hình. Như hiện tại cái thời điểm hiện tại một combo mà chỉ khoảng 40 mấy triệu thôi cho hệ 6 kW thì chúng ta cũng cân nhắc để lên đầu tư, tại vì thời điểm này giá tấm PV rất là tốt, chỉ 46 triệu nha anh em. Đó. Thì em quay thêm một chút qua cái hệ thống hòa lưới bám tải trên app hệ thống của trên app hệ thống của chúng ta đang sử dụng, thì chúng ta sẽ có nó sẽ có 3 cái phần giao diện chính. Thứ nhất là phần tải sử dụng này, thứ hai là phần tấm pin mặt trời, thứ ba là phần lưới EVN. Thì máy inverter nó sẽ đo tải nhà chúng ta sử dụng, và khi đo tải rồi nó sẽ biết tải sử dụng bao nhiêu và sẽ lấy công suất PV hòa ra tải, công suất tấm pin mặt trời hòa ra tải nha mọi người, để giảm công suất lấy từ lưới EVN vào. Đó, thì nguyên lý hoạt động của nó là như vậy thôi. Thì cái hệ thống này sẽ hoạt động tích cực vào trong hệ thống điện mặt trời chúng ta ban ngày, cho những phụ tải mà sản xuất như là văn phòng sử dụng điện điều hòa nhiều ban ngày này, sản xuất này, mục đích công ty sử dụng điện nhiều ban ngày, chúng ta liên lắp hệ thống này, giá tại vì giá thành nó sẽ rất là tốt và chi phí đầu tư không tốn thêm chi phí đầu tư lưu trữ. Còn chúng ta xác định mà sau này mà muốn lên lưu trữ mà chưa có điều kiện thì chúng ta có thể đầu tư máy inverter hybrid và nâng cấp thêm pin lưu trữ dần dần, và ai có tiền thì có thể nâng cấp luôn. Thì bên em cũng đều có phương án và cách tư vấn cho mọi người để thế nào để cho hợp lý nhất. Mọi người có nhu cầu mua hàng thì cứ mạnh dạn inbox cho số Zalo cho bên em để bên em tư vấn cho mọi người. Ok, cái video của em đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi kênh của em. Hay thì đăng ký cho em một cái nhá. Xin chào mọi người.